Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái dầu đổ quạt ly tâm của sản phẩm của công ty Toyota. Đây. Đây, anh em có thể nhìn thấy mỗi một cái tuýp này thì nó có thể tích là 18mm. Đây chính là cái đầu để chúng ta cắt ra để xịt cái dầu ly tâm này vào. Cái sản phẩm này thì được đóng trong những cái tuýp nhựa như thế này để bảo vệ khi vận chuyển cũng như khi sử dụng sự tiện lợi và dễ dàng. Với cái dòng sản phẩm này thì có thể sử dụng được cho tất cả các dòng quạt ly tâm anh em nhé. Mà giá thành của nó thì cũng không có quá mắc. Cái sản phẩm này thì sẽ để với giá anh em càng nó tùy thuộc vào số lượng đấy ạ. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua từ anh em sản phẩm, đó chính là cái quạt dầu đổ vào quạt ly tâm. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.